Một cái đặt ra cho bạn là đây là một cái mình gọi là cái tình trạng chung của những cái bạn ở văn phòng. Là đôi khi chúng ta làm việc cái chúng ta thôi ăn mì gói cho nó dễ. Thật sự ra trong mì gói của chúng ta thì nó có tinh bột rất là nhiều. Cái thứ hai là bên cạnh đó có thể là nhà sản xuất có thêm một số cái gia vị, và những cái gia vị đó thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là ăn một cách là dễ chịu hơn. Tuy nhiên nếu bạn có một cái chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ sinh hoạt như vậy thì bác sĩ nghĩ nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Đầu tiên nó sẽ làm cho cơ thể của bạn sẽ thiếu đi một số các chất, vì như vậy nó sẽ làm cho cái sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Cái thứ hai, khi bạn sử dụng cái mì quá nhiều thì nó có thể làm cho bạn sử dụng cái tinh bột quá nhiều. Và hiện nay thì một trong những cái mà chúng ta đang bị đó là cái thừa cân và béo phì do sử dụng tinh bột quá nhiều, sử dụng thừa năng lượng. Vì những thức ăn ăn liền đó, đa phần là nó tiện dụng nhưng nó lại dư năng lượng khi chúng ta sử dụng quá nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái chế độ tĩnh tại của chúng ta không vận động là một trong những cái cách làm cho chúng ta không thải năng lượng ra được. Như vậy nó sẽ không có lợi cho sức khỏe. Thì cái đầu tiên bác sĩ khuyên bạn là nếu bạn ăn mì gói mà bắt buộc phải ăn vì chúng ta không có thể thay đổi được cái hoàn cảnh thì chúng ta nên có thêm những cái rau củ. Nếu mà không có rau củ thì các bạn có thêm nên trái cây. Hiện nay đối với Việt Nam của chúng ta có những cái trái cây rất là tốt, ví dụ như thanh long chúng ta có nè, ổi, mận, những cái thức ăn đó bạn có thể mang theo và bạn sẽ sử dụng vô cùng. Tuy nhiên trong một ngày thì bạn cũng chỉ nên là gì sử dụng một gói thôi, nếu do cái không có tiện lợi cho mình. Còn nếu chúng ta cứ ăn ba bữa mà cứ mì gói như vậy thì bác sĩ nghĩ trong tương lai thì cái sức khỏe của bạn sẽ không tốt. Và nếu kèm theo là bạn lại không tập thể dục nữa thì mong rằng chia sẻ này sẽ giúp cho bạn cố gắng là chúng ta nên lấy lại một cái sinh hoạt cho nó tốt lại. Là chúng ta nên có một chế độ tập dục thể dục theo đúng cái gì, cái hoàn cảnh cũng như là cái công việc của mình. Cái thứ hai là chế độ dinh dưỡng cũng vậy. Dinh dưỡng là một trong những phương pháp để giúp cho cơ thể của chúng ta được phát triển nếu là trẻ em. Đối với người lớn là giúp cho cơ thể chúng ta bảo vệ cơ thể chúng ta và giúp cho cơ thể chúng ta chống lão hóa, chống già nua, chống bệnh tật. Mà nếu mà bạn không có chú ý đến chế độ dinh dưỡng thì vô hình chung bạn sẽ rơi vào những cái bệnh lý nè, già mau nè, và có thể làm cho cơ thể của bạn sẽ bị suy sụp nhanh.